để giới thiệu với bạn bè của mình ở trên thế giới về cái văn hóa của Việt Nam. Tôi vẫn rất thích một câu nói là tận cùng dân tộc sẽ chạm vào tận cùng của thế giới. Em đừng làm khó làm dễ mấy cái chuyện nhỏ nhặt có được không? Con tôi á chưa có duyên với chú, chú thông cảm. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Con đi nha. Chào Bồng, anh đi. Tôi không được. Vậy con đi làm thế nào? Câu chuyện về cuộc sống bình dị, đời thường của gia đình ông bà Năm chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc. Bữa nay tôi tới đây tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với ông. Tôi muốn nói với ông á là tôi muốn cưới em Bồng. Không cho tôi cưới, tôi quậy tiếp. Mày đứng đây coi, đứng đây mày. Tôi chờ câu trả lời của ông nghe. Chú Thím cho mấy em đi học chưa? Năm học mới sắp bắt đầu rồi đó. Trong khung cảnh miền Tây sông nước đẹp nao lòng, diễn biến phim truyện Bồng Bềnh Trên Sông 8:05 thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1. Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Roma, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia và Tòa thánh Vatican. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Nhiều dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế triển khai vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Đối với một dự án phát triển về nhà ở thì việc giải ngân bằng 100% rất là khó, kéo dài rất là lâu. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố rời khỏi vị trí thủ tướng sau 38 năm lãnh đạo đất nước. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 26 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia. Và sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước và phu nhân đã được tổ chức tại Phủ Tổng thống. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm quan trọng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Tổng thống Sergio Mattarella về sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu dành cho Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng Italia trong đường lối đối ngoại của mình, nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược, bày tỏ mong muốn và quyết tâm cùng lãnh đạo cấp cao Italia tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Italia trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Tổng thống Sergio Mattarella nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khẳng định Italia coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tổng thống bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia, đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước và cùng ứng phó các thách thức toàn cầu.
Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng, các biện pháp lớn nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia và về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Italia là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Italia đứng thứ 33 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo cũng có những bước tiến đáng kể những năm qua. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Về chính trị ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh nhà nước, chính phủ và quốc hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Về kinh tế, Tổng thống Italia nhất trí với đề nghị của Việt Nam về việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Vui mừng thông báo Nghị viện Italia phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đóng góp cho phục hồi kinh tế. Để đẩy mạnh hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên ngành giữa hai chính phủ, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi sinh viên, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị chính phủ Italia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập vào xã hội sở tại, đóng góp cho đời sống kinh tế xã hội của Italia và tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng thống Italia đánh giá cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và hội nhập tốt vào xã hội Italia. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Trong khuôn khổ hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực như hợp tác giữa Italia và ASEAN, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Tại buổi gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã một lần nữa khẳng định trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Italia, một thành viên quan trọng của EU và cộng đồng quốc tế. Ngài Tổng thống và tôi đã có một cuộc hội đàm rất là chân thành, thẳng thắn, cởi mở với rất nhiều vấn đề. Trong thời gian tới, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục